Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổ suốt 24 giờ qua. Trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 13 tháng 8, kính mời quý vị để với tin nóng sau đây. Đang có 15 bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nhiều bệnh lý nền, tiên lượng xấu. Truy tìm người nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly. Bệnh viện Bạch Mai bác thông tin có ca dương tính với COVID-19. Bệnh nhân 867 có lịch trình phức tạp ở Hải Dương, Hà Nội. Hà Nội lo ngại nguy cơ từ hai ca bệnh không rõ nguồn lây. Đà Nẵng xử phạt gần 500 triệu đồng các vi phạm trong chống dịch COVID-19. Bệnh viện Trung ương Huế thiếu nguồn máu điều trị do dịch COVID-19. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đang có 15 bệnh nhân Covid-19 nặng, nhiều bệnh lý nền, tiên lượng xấu. Hiện có 15 bệnh nhân mắc Covid-19 có tiền sử chạy thận nhân tạo, ung thư di căn, tim mạch rất nặng, tiên lượng xấu. Thông tin này được đưa ra tại cuộc hội trần các bệnh Covid-19 nặng diễn ra chiều 12 tháng 8 do tiểu ban điều trị và chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 tổ chức. Chiều ngày 12 tháng 8, Tiểu ban điều trị và Hội đồng chuyên môn do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị chủ trì đã hội nghị về tình hình điều trị bệnh nhân nặng tại các điểm cầu. Cùng dự buổi hội trần tại điểm cầu Trung tâm Quản lý điều hành hỗ trợ trần đoán và điều trị COVID-19 ở Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh có các chuyên gia đầu ngành về hô hấp, truyền nhiễm, hồi sức. Cuộc hội trần nối đến các điểm cầu bệnh viện đang điều trị bệnh COVID-19. Thông tin tại cuộc hội trần cho biết, hiện các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 24 bệnh viện, trong đó có khoảng 15 bệnh nhân COVID-19 rất nặng với 3-4 bệnh nhân nền đi kèm như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo, phải thở máy, ECMO, tiên lượng tử vong cao. Các bệnh nhân nặng tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế Hòa Vang, Bệnh viện Nhiệt đới Thích Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Các chuyên gia đã tập trung vào hội trần các ca bệnh nặng diễn biến phức tạp, trong đó Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 có 5 ca nặng, Trung tâm Y tế Hòa Vang có 5 ca nặng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 4 ca nặng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 1 ca nặng. Đối với bệnh nhân đa khoa Đà Nẵng, các chuyên gia đề nghị bệnh viện phải làm sao thông thoáng bệnh phòng, phòng làm việc của nhân viên y tế. Tập trung vào kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, sử dụng hệ thống để đảm bảo không khí được lưu thông. Theo các chuyên gia dự báo trên thế giới, có khoảng 10% nhân viên y tế mắc, do đó đội ngũ nhân viên y tế phải phòng ngừa hạn chế lây nhiễm chéo. Đã có khoảng 20 nhân viên y tế dương tính trong đợt dịch này, do đó bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nói chung và các bệnh viện trên cả nước cần đặc biệt quan tâm để kiểm soát lây nhiễm, lau khử khuẩn các bề mặt phòng, cầu thang, giường bệnh. Riêng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cần nhanh chóng có kế hoạch, chiến lược để từng bước đảm bảo các điều kiện đón bệnh nhân khi được phép. Đối với một số bệnh viện kiến nghị bổ sung thêm kit xét nghiệm, máy thở, máy oxy liều cao, hội đồng chuyên môn đã thống nhất để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Tại buổi hội trần, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh các cơ sở y tế cần tiếp tục phát huy chiến lược bốn tại chỗ. Việc tiếp nhận cán bộ y tế từ bệnh viện khác đến hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng và có sự điều phối. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện cử cán bộ đến các bệnh viện có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 học tập kinh nghiệm điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn để dự phòng cho dịch bệnh lâu dài. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rút kinh nghiệm điều trị, vận chuyển bệnh nhân, tiên lượng diễn biến bệnh, xem xét chiến lược điều trị, xây dựng tiêu chí để tập trung điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa phổi. Truy tìm người nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly sau một đêm cách ly tập trung, người đàn ông ở Đồng Tháp đã bỏ trốn nên lực lượng chức năng ra thông báo truy tìm. Chiều 12 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Tám, 25 tuổi, ngũ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, người đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Tối ngày 10 tháng 8, Tám được đưa đến khu cách ly tập trung thuộc Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự do nhập cảnh trái phép. Thời điểm này, Tám chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 11 tháng 8, anh ta bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Huỳnh Văn Tài đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an ra soát cơ sở lưu trú để truy tìm trường hợp này. Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp yêu cầu các nhà xe thông báo ngay cho lực lượng công an, y tế địa phương nếu phát hiện người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Tin tiếp theo, bệnh viện Bạch Mai bác thông tin có ca dương tính với COVID-19. Thưa quý vị, bệnh viện Bạch Mai thông báo hiện tại bệnh viện đang kiểm soát chặt chẽ tất cả những người ra vào bệnh viện, bao gồm khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang. Tối 12 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai thông báo tính đến thời điểm 19 giờ ngày 12 tháng 8, bệnh viện không có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Lãnh đạo bệnh viện cho hay gần đây có những thông tin chưa chính xác về các ca bệnh dương tính trong Bệnh viện Bạch Mai gây hoang mang cho người dân, người bệnh, người nhà bệnh nhân và kể cả nhân viên y tế. Bệnh viện Bạch Mai thông báo hiện bệnh viện đang kiểm soát chặt chẽ tất cả những người ra vào bệnh viện, bao gồm khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ. Toàn bộ cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân đều phải thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt. Những người có biểu hiện ho, sốt đang điều trị tại bệnh viện thì đều được làm xét nghiệm PCR với COVID-19. Không chỉ là một lần, bệnh viện chủ động làm nhiều lần để đảm bảo không bỏ sót, chẩn đoán. Bệnh viện bố trí một khu riêng biệt cạnh cổng số 2 đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng dịch để khám sàng lọc cho trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu dịch tễ. Tất cả các khoa phòng trong bệnh viện đều có phòng cách ly dành cho các bệnh nhân nghi ngờ trong thời gian chờ xét nghiệm kết quả COVID-19 nhằm tránh tối đa việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tin tiếp theo, bệnh nhân 867 có lịch trình phức tạp ở Hải Dương, Hà Nội. Thưa quý vị, người đàn ông 62 tuổi từng làm trông xe nhà hàng dự đám cưới ở Hải Dương và đến hai bệnh viện tại Hà Nội trước khi phát hiện mắc COVID-19. Từ 12 tháng 8, Bộ Y tế công bố các bệnh nhân 867 đến 880 mắc COVID-19. Trong số này, bệnh nhân 867 VDB, 62 tuổi, chú xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, có lịch trình di chuyển phức tạp tại Hà Nội và Hải Dương. Theo điều tra dịch tễ, ngày 5 tháng 7, ông ở nhà với con gái VTH, chủ quán bia hơi Lộc Vừng ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, sau đó về quê Bình Giang. Ngày 15 tháng 7, ông B từ quê ra thành phố Hải Dương làm việc trong giữ xe tại nhà hàng Thế giới Bò Tươi, địa chỉ 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão. Quá trình làm việc đến ngày 30 tháng 7, ông về quê Bình Giang từ 1 đến 2 lần. Đến 17 giờ ngày 31 tháng 7, người đàn ông có triệu chứng ốm mệt nên đi khám tại nhà riêng bác sĩ NVN số 57 Nguyễn Sĩ Cố, khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh. Bác sĩ N công tác tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 19 giờ cùng ngày, ông bê sốt trên 38 độ, gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt thì đỡ. Chiều ngày 1 tháng 8, ông đi về Bình Giang bằng xe riêng của gia đình. Một ngày sau do bị sốt, gia đình cho ông truyền nước, dùng thuốc nhưng không đỡ. Ngày 4 tháng 8, ông B đi dự đám cưới, chưa rõ số người tham dự, ở thôn Thuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang. Sau đó ông đi xe buýt ra thành phố Hải Dương. 21 giờ cùng ngày, ông đi về quê bằng xe riêng. Ông đi cùng vợ khám tại bệnh viện 108 bằng taxi, kết quả test nhanh tại đây cho thấy ông âm tính. Khám nghiệm xong, ông về nhà con gái tại Hà Nội ở quán bia trên. Đêm ngày 9 tháng 8, ông tiếp tục sốt, ốm mệt nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phổi Thanh Nhàn Hà Nội. Tại đây, ông được đưa vào cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh, kết quả âm tính. Ngày 10 tháng 8, bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên CDC Hà Nội, kết quả âm tính lần nhất với SARS-CoV-2. Hôm sau bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu tự xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định ca bệnh này dương tính với SARS-CoV-2. Nhận thông tin, ngành chức năng ở Hải Dương cho phong tỏa, phun khử khuẩn thôn tuyển cử, quê bệnh nhân với 240 hộ dân và nhà hàng nơi ông này từng làm việc. Các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh cũng được đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Tại Hà Nội, quán Biên Lộc Vừng đã được chính quyền địa phương phong tỏa vào hôm ngày 12 tháng 8. Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người từng đến quán Biên này từ 10 giờ 30 ngày 8 tháng 8 đến 21 giờ ngày 9 tháng 8 liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn và hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nói, đang lo ngại hai ca mắc COVID-19 từng di chuyển nhiều nơi ở Hà Nội, đó là ca bệnh 867 từ Hải Dương đến và ca bệnh phát hiện khi đến Nhật. Chiều 12 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội, Ngô Văn Quý, chủ trì phiên họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc về công tác chống dịch COVID-19. Về trường hợp bệnh nhân ở Hải Dương, khám bệnh ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 867, đại diện huyện Thanh Trì cho biết, xác minh 14 trường hợp F1 đưa họ đi cách ly y tế toàn bộ. Điều tra làm rõ nguồn lây của ca bệnh từ Hải Dương. Liên quan đến bệnh nhân 867, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia của Bộ Y tế lo ngại đây là ca bệnh phức tạp vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Ông nhấn mạnh Hà Nội cần điều tra bệnh nhân này bị lây nhiễm từ đâu, nếu lây từ Hà Nội, đây là nguy cơ rất lớn cho thành phố. Ông đề nghị Hà Nội tập trung phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, bệnh viện, đặc biệt là các viện dưỡng lão. Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, thành phố Hà Nội ra soát được gần 100.000 người về từ Đà Nẵng. Địa phương này đã lấy hơn 16.000 mẫu để gửi các đơn vị của Bộ Y tế làm xét nghiệm PCR. Đến 15 giờ ngày 12 tháng 8, có hơn 11.000 mẫu âm tính. Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc xét nghiệm còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vật tư, quay lấy mẫu và ống môi trường. Hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mới cung cấp cho Hà Nội khoảng 10.000 ống một ngày, nên công tác xét nghiệm phải làm theo thứ tự ưu tiên. Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, ông Trương Quang Việt cho biết, thành phố Hà Nội sẽ cố gắng hoàn thành việc xét nghiệm trong nửa đầu tuần sau. Hiện hơn 60.000 người chưa được xét nghiệm, trong đó có những người quá 14 ngày kể từ thời gian từ Đà Nẵng về. CDC Hà Nội đề xuất về vệ sinh dịch tễ trung ương ưu tiên sản xuất vật tư để Hà Nội kịp thời gian chống dịch. Việc này buộc phải làm nhanh, xong trong tuần đầu sau. Ông Việt nói và cam kết CDC Hà Nội cùng với cán bộ y tế cơ sở đảm bảo việc lấy mẫu xét nghiệm PCR. Chuyển sang tin tiếp theo, Đà Nẵng xử phạt gần 500 triệu đồng các hành vi vi phạm trong chống dịch COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, các hành vi vi phạm bị xử phạt chủ yếu là không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, Tối 12 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, theo số liệu từ 27 tháng 7 đến chiều 11 tháng 8, các địa phương tiến hành xử phạt 401 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền tổng cộng 497 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép và đánh bạc. Theo ban chỉ đạo, nhìn chung người dân tổ chức cơ sở kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng người dân ra đường để học mát, tập thể dục, đạp xe đạp thành từng tốp, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi đá banh, cầu lông tại các tuyến đường, khu vực công cộng trong khu dân cư ở nhiều nơi vẫn tồn tại. Ngày 12 tháng 8, ngày đầu tiên thực hiện là phát phiếu đi chợ ngày chắn lẻ, hầu hết các chợ đều nghiêm túc thực hiện như rào chắn xung quanh, lối ra, bảo chợ được bố trí riêng biệt và theo một lối duy nhất. Tại lối vào và ra chợ đều có lực lượng chức năng túc trực, nhận phiếu hướng dẫn nhắc nhở người dân là đi đúng lối, sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Một vài địa bàn chưa kịp phát phiếu đi chợ cho người dân, lực lượng chức năng tại chợ ghi nhận thông tin từ người vào chợ rồi sẽ trừ vật tổng phiếu được nhận của mỗi hộ. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận số lượng người dân đi chợ vẫn đông, đồng thời vẫn còn tình trạng người buôn bán khu vực ngoài chợ. Đã phát hiện 28 ổ dịch có 2 ca trở lên. Theo ban chỉ đạo tính từ 24 tháng 7 đến 18 giờ ngày 12 tháng 8, Bộ Y tế công nhận tại Đà Nẵng ghi nhận 296 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thì 263 trường hợp đang điều trị tại Đà Nẵng, 5 trường hợp ra viện. Ngành y tế thành phố Đà Nẵng xác định được 10.242 trường hợp F1, 11.338 các trường hợp F2, tổng cộng cách ly hơn 21.500 trường hợp. Hiện nay thì đã xác định được 28 ổ dịch có quy mô 2 ca trở lên là điểm nóng thuộc 16 phường tại 7 quận huyện. Tính từ 24 tháng 7 đến nay, số người được lấy mẫu là hơn 68.100 người. Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm theo hai phương pháp: xét nghiệm mẫu đơn và xét nghiệm gộp mẫu, tức là 3 đến 5 mẫu bệnh phẩm chung trong một ống môi trường. Đến nay thì tổng số mẫu đã thực hiện xét nghiệm theo cả hai phương pháp là 75.400 mẫu, trong đó có 296 trường hợp dương tính đã công bố. Hiện Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 24 bệnh nhân, lần 2 là 7 bệnh nhân, lần 3 là 1 bệnh nhân, lần 4 là, là 5 bệnh nhân đã ra viện. Thông tin tiếp theo, bệnh viện Trung ương Huế thiếu nguồn máu để điều trị do dịch Covid-19. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bệnh viện Trung ương Huế vừa có văn bản về việc thiếu nguồn máu do dịch Covid-19. Theo bệnh viện Trung ương Huế, trên diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều đơn vị thông báo hoãn tổ chức hiến máu, trong khi đó nhu cầu máu tiểu cầu cho cấp cứu, điều trị tại bệnh viện tăng cao. Hiện lượng máu dự trữ máu của bệnh viện chỉ còn đủ cho cấp cứu, do đó bệnh viện Trung ương Huế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai hiến máu, hiến tiểu cầu theo kế hoạch để phục vụ bệnh nhân cấp cứu, điều trị, nhằm phòng ngừa chống COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện chỉ đạo trung tâm truyền máu khu vực Huế thuộc bệnh viện thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận máu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Có 15 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó có một số trường hợp Chúng tôi là tin tức 24 giờ TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và gặp lại.